Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ quyết định tăng mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Không khí nhộn nhịp xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh những ngày đầu năm tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Hà Giang tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống mua bán người. Gương về ông Nguyễn Văn Lộc ở thành phố Hà Giang làm kinh tế giỏi. Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phi thăm, tặng quà, động viên gia đình bị hỏa hoạn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 12 năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang ban hành quyết định số 1397 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chính sách tỉnh Hà Giang gồm 27 thành viên. Hội đồng Tư vấn Chính sách là tổ chức hoạt động không chuyên trách, có chức năng tham mưu, tư vấn, giúp Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, đồng thời theo dõi, đánh giá việc thực hiện các cơ chế chính sách được ban hành để tham mưu, đề xuất, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ. Nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn Chính sách là nghiên cứu, xây dựng và đề xuất với tỉnh cho chủ trương xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nghiên cứu, thẩm định, tư vấn, cho ý kiến vào dự thảo các chủ trương, nghị quyết, quyết định về cơ chế chính sách của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và các sở ban ngành. Tham mưu xây dựng trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương và quyết định khi được Thường vụ Tỉnh ủy giao. Giúp tỉnh theo dõi, đánh giá việc thực hiện các cơ chế chính sách đã ban hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong từng thời kỳ. Tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc ban hành, thực hiện chính sách khi được Thường trực Tỉnh ủy giao. Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm trên nguyên tắc tư vấn, lấy tự nghiên cứu trao đổi là chính. Hội đồng tư vấn có bộ phận thường trực giúp việc tại Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, điều phối hoạt động của hội đồng. Hội đồng tư vấn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ tịch hội đồng tư vấn kết luận trên cơ sở tập trung, thống nhất ý kiến của đa số các thành viên tham dự và chịu trách nhiệm trước tỉnh về các nội dung tư vấn tham mưu, đề xuất của hội đồng. Tùy theo lĩnh vực, chính sách cần nghiên cứu, ban hành, Thường trực Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo, phân công người giữ vai trò chủ tịch hội đồng. Chủ tịch hội đồng phân công cho thành viên trong hội đồng chủ trì hoặc phối hợp để tham mưu, nghiên cứu, xây dựng các dự thảo về cơ chế chính sách trước khi đưa ra hội đồng thảo luận. Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, người qua lại tấp nập, cùng với đó là những chuyến hàng giao thương xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Hà Giang những ngày đầu năm 2015 đã trở thành tín hiệu vui, báo hiệu một năm khởi sắc cho hoạt động kinh tế biên mậu. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy và các ngành chức năng, tính từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1 năm 2015, đã có 900 tấn hàng tạm nhập tái xuất, trị giá 5,7 tỷ đồng. 4.600 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, trị giá trên 9 tỷ đồng, lưu thông qua cả cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy Hà Giang. Thu thuế và phí nộp ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng. Các mặt hàng xuất nhập cảnh chủ yếu là nông lâm sản như ván bóc, sắn tươi và quả các loại. Cùng với hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động xuất nhập cảnh cũng khá sôi động. Trong 3 ngày, tổng phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu là gần 180 phương tiện. Lưu lượng khách xuất nhập cảnh với mục đích thăm thân, đi du lịch và thương mại là trên 4.000 lượt khách. Nguyên nhân đẩy mạnh hoạt động của cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy nhộn nhịp là do đây là mùa thu hoạch nông lâm sản và cũng chính là thời điểm các doanh nghiệp mong muốn đẩy mạnh hoạt động, tạo khí thế ngay từ đầu năm. Tôi hy vọng là xuất được càng nhiều nông sản càng tốt. Với thứ hai nữa là nếu như mà như có xuất được nhiều ấy thì các công nhân ở khu vực trong này mới có công ăn việc làm. Nên một ví dụ như mà mỗi ngày thêm được 10 xe để hàng đi chẳng hạn thì công nhân chúng tôi sẽ có khoảng 20 người có công ăn việc làm. Đấy, thì công nhân địa phương thì cũng sẽ ổn định hơn. Với thứ hai nữa là sản lượng sắn ở trong nước thì hiện nay rất là nhiều. Thế nhưng mà càng xuất được nhiều ấy thì là ngành nông sản của mình càng phát triển. Một điều thuận cho hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đó là mặc dù ngày nghỉ lễ nhưng các lực lượng quản lý cửa khẩu như biên phòng, hải quan, kiểm dịch vẫn duy trì quân số thường trực đầy đủ để giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu nhanh nhất, thuận lợi nhất.
Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo các ngành là duy trì cái lực lượng cán bộ để trực thường xuyên giải quyết các công việc vướng mắc ách tắc, và cũng như là thông tin tuyên truyền tới các cái doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu ở Hà Giang là tiếp cận với các đối tác ở ngoại tỉnh cũng như phía bạn làm sao là tuyên truyền chính sách và giải quyết những thủ tục nhanh nhất và thuận lợi nhất để cho các đối tác đến với cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy là yên tâm làm ăn cũng như là kinh doanh trên địa bàn. Năm 2014, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song tỉnh Hà Giang đã có nhiều giải pháp đồng bộ, nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 250 triệu đô la Mỹ. Năm 2015 này, tỉnh Hà Giang phấn đấu thu từ xuất nhập khẩu là 180 tỷ đồng. Những chuyến hàng đầu năm mới đã báo hiệu một năm mới đầy lạc quan. Đây cũng là niềm tin vào một năm mới khởi sắc của giao thương kinh tế biên mậu của Hà Giang. Niềm tin đến không chỉ là từ sự tích cực của doanh nghiệp, mà còn từ cơ chế, sự đồng hành của chính quyền địa phương và các ngành chức năng với doanh nghiệp. Đảng bộ thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang vừa tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm tuổi Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2014 cho các đồng chí đảng viên hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ. Trải qua 30 đến 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí trong Đảng bộ thị trấn Việt Quang luôn thường xuyên phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đợt này, có 9 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đảng viên được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên lâu năm có ý nghĩa rất quan trọng, tăng cường đoàn kết nội bộ, làm cho công tác xây dựng Đảng được trong sạch vững mạnh. Và đây chính là cơ sở để thực hiện tốt công tác tặng huy hiệu Đảng trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đảng viên về vinh dự, trách nhiệm khi được tặng huy hiệu Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Sáng ngày 3 tháng 1, lãnh đạo huyện ủy Hoàng Su Phì cùng một số ban ngành của huyện và cơ quan phụ trách xã đã đến thăm hỏi và động viên gia đình ông Lù Văn Giang ở thôn Cóc Cọc, xã Sán Xả Hồ bị cháy nhà. Vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 1, ngôi nhà sàn 5 gian bằng gỗ của gia đình ông Giang xảy ra đám cháy lớn. Ở thời điểm trên, rất may gia đình ông không có ai ở nhà. Phát hiện ra sự việc, bà con xung quanh đến hiện trường giúp đỡ gia đình dập lửa. Tuy nhiên khi mọi người có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà sàn, khiến cho việc chữa cháy không có hiệu quả, nên ngôi nhà 5 gian bằng gỗ đã bị thiêu rụi hoàn toàn và sập đổ. Ngoài hai chiếc xe máy được dắt ra kịp thời, những tài sản còn lại như tiền mặt 17 triệu đồng, quần áo, chăn màn, máy cày, bừa, 4 tấn thóc, gạo, 6 tạ ngô, 2 tạ đậu tương, TV và một số vật dụng khác trong ngôi nhà cũng bị thiêu rụi. Tổng ước tính mức thiệt hại là khoảng 300 triệu đồng. Trong buổi sáng ngày 3 tháng 1, nhiều bà con, xóm làng đã đến giúp đỡ, dựng lán để gia đình ông có chỗ ở tạm thời. Tại đây, lãnh đạo huyện ủy Hoàng Su Phì và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ, cơ quan phụ trách xã, cấp ủy chính quyền xã Sán Xả Hồ đã thăm hỏi, động viên gia đình ông Lù Văn Giang sớm ổn định cuộc sống. Đoàn cũng đã trao hỗ trợ cho gia đình ông số tiền 23 triệu đồng, tặng bộ chăn màn, song chảo và một số vật dụng cần thiết khác. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào ban ngày khi phát hiện ra sự việc ngọn lửa đã bốc cao gây khó khăn trong việc chữa cháy. Rất may ngọn lửa đã không lan sang nhiều nhà khác và không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được cho là do người nhà sử dụng bếp đun củi bất cẩn trước khi đi ra khỏi nhà. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề tối đa là 1 triệu đồng một người một tháng. Hỗ trợ học nghề và tạo điều kiện cho người lao động thất nghiệp nâng cao trình độ kỹ năng nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp để nhanh chóng trở lại thị trường lao động là rất cần thiết. Chính vì vậy, thời gian qua, nhà nước đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định mới quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp với một mức hỗ trợ học nghề duy nhất. Cụ thể, theo quy định tại quyết định mới, mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 triệu đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.
Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề, thì số ngày lẻ đó được tính tròn là một tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tham gia khóa học nghề, có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định trên, thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả. Mức hỗ trợ học nghề được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Quyết định nêu rõ, đối với người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 1 tháng 1 năm 2015 và có nhu cầu học nghề sau ngày 1 tháng 1 năm 2015, thì được áp dụng các quy định trên. Còn người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề trước ngày 1 tháng 1 năm 2015 thì không được áp dụng các quy định trên. Hà Giang là tỉnh có trên 277 km đường biên giới giáp với Trung Quốc. Trong những năm qua, tội phạm lợi dụng sự qua lại, giao lưu hàng hóa giữa nhân dân hai nước để tiến hành các hoạt động mua bán người qua biên giới. Trước thực trạng đó, nhóm công tác dự án phòng chống mua bán người tỉnh Hà Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể và địa phương trong việc phòng chống mua bán người qua biên giới. Theo số liệu thống kê của nhóm công tác dự trữ phòng chống mua bán người tỉnh Hà Giang tính từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh để hỗ trợ 738 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị mua bán từ nước ngoài trở về do phía công an Trung Quốc phát hiện giải cứu và làm thủ tục trao trả về Việt Nam. Với mục đích chung tay vì một cộng đồng không còn nạn nhân của mua bán người. Trong năm 2014, các thành viên trong nhóm công tác dự án đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Hoàng Su Phì tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các phiên chợ vùng cao về chủ đề phòng chống mua bán người bằng hình thức sân khấu hóa nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác, nhận thức về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mua bán người. Qua đó nâng cao nhận thức và tác động đến cộng đồng, người dân trong việc cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những đối tượng bị buôn bán quay trở về địa phương, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua buổi truyền thông này, tôi đã biết được những hành vi mua bán người, đối tượng mua bán và đối tượng bị mua bán. Và thông qua buổi truyền thông này, tôi sẽ về và tuyên truyền cho bà con nhân dân trong thôn của mình, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em cảnh giác các hành vi mua bán của các đối tượng bị mua bán người. Qua cái buổi phòng chống buôn bán trẻ em và phụ nữ thì theo tôi hiểu là phải cảnh giác. Qua buổi này bà con phải cảnh giác, không đừng để người buôn bán lừa mình đi qua biên giới lấy chồng. Bên cạnh việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, đầu tháng 7 năm 2014, nhóm công tác dự án phòng chống mua bán người tỉnh Hà Giang đã khởi động đường dây nóng với đầu số 1800-1282 đi vào hoạt động nhằm cung cấp chia sẻ thông tin và tư vấn hỗ trợ cho các nạn nhân, người dân về vấn đề liên quan đến công tác phòng chống mua bán người. Mở 5 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền 160 học viên thuộc hai huyện Yên Minh và Mèo Vạc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về các vấn đề có liên quan đến công tác phòng chống mua bán người tại các phiên chợ của hai huyện Yên Minh và Mèo Vạc để quảng bá hoạt động của đường dây nóng phòng chống mua bán người. Đã được sự giúp đỡ của ban điều phối của Trung ương thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái lớp tập huấn về nâng cao nhận thức cho cán bộ nòng cốt ở thôn bản, đó là trưởng thôn bản, các tổ chức đoàn thể ở xã, ở thôn, ở bản. Và chúng tôi cũng đã tuyển 2 nhân viên tư vấn cho đường dây và tổ chức tập huấn đào tạo với sự hỗ trợ của Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Truyền thông. Tại buổi làm việc với nhóm công tác dự trữ phòng chống mua bán người tỉnh Hà Giang trong tháng 11 năm 2014 vừa qua, đoàn công tác của Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em và chuyên gia cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của nhóm công tác dự án phòng chống mua bán người tỉnh Hà Giang. Đồng thời, chuyên gia cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cũng nhấn mạnh các thành viên trong nhóm công tác dự án phòng chống mua bán người tỉnh Hà Giang cần tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để mọi người dân có thể biết và nhớ số điện thoại của đường dây nóng. Nhóm cần chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, tìm kiếm thông tin và tìm kiếm nạn nhân cần hỗ trợ để tư vấn.
Như các bạn đã biết, trong thời gian vừa qua thì đường dây nóng phòng chống mua bán người của chúng tôi đã được tổ chức và đã được hoạt động tại thành phố Hà Giang. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là đường dây nóng phòng chống mua bán người cũng có thể giúp ích được cho tất cả các mọi người ở tỉnh Hà Giang của mình. Không phải vì đường dây nóng của chúng tôi là đường một là được gọi là nóng, vì chúng tôi cũng có thể là thực hiện trong vòng 24/7. Ngoài ra còn một số các hoạt động khác như mọi người có thể rất là ngại ngùng khi nói chuyện với cả cảnh sát hay là những cán bộ địa phương thì cũng có thể gọi điện cho đến cho đường dây và có thể nói chuyện với cả các nhân viên tư vấn của chúng tôi. Đấy là một trong những vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi nên hỗ trợ để sự phát triển trong thời gian tới để hạn chế nạn mua bán người. Trong thời gian tới, các thành viên của nhóm công tác dự án phòng chống mua bán người tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến đông đảo bà con nhân dân tại các xã giáp biên, nhằm trang bị và nâng cao kiến thức hiểu biết cho các tầng lớp phụ nữ, cộng đồng dân cư để biết cách phòng tránh cho bản thân, cho gia đình và xã hội, góp phần giảm nạn buôn bán người trên địa bàn. Là một trong những huyện 30A của cả nước, cơ sở vật chất phục vụ cho y tế còn nhiều thiếu thốn, nhưng trong những năm qua, huyện Xín Mần luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, để đảm bảo người dân được tiếp cận những dịch vụ y tế có chất lượng và không để tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến không cần thiết. Hiện nay, trên địa bàn huyện Xín Mần, 100% đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại khi đến điều trị tại phòng khám đa khoa và hai bệnh viện đa khoa của huyện. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Đến nay toàn huyện có 18 trạm y tế, một phòng khám đa khoa khu vực, hai bệnh viện với tổng số giường bệnh trên 220 giường, trong đó 160 giường bệnh viện, trên 50 giường trạm y tế. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, với tổng số cán bộ trong ngành y tế của huyện là trên 300 cán bộ. Số cán bộ có trình độ đại học và sau đại học gần 40 cán bộ. Công tác y tế dự phòng từng bước được nâng cao, các chương trình mục tiêu về y tế được triển khai đạt hiệu quả. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ vaccine đạt trên 90%. Công tác quân dân y kết hợp được thực hiện có hiệu quả tại các xã biên giới. Thông qua đó, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Xín Mần ngày càng được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, hạn chế bệnh nhân chuyển tuyến khi mắc phải các loại bệnh thông thường. Bằng những nguồn vốn ngân sách của nhà nước, sự nỗ lực của người dân trong tỉnh, trong 5 năm từ 2009 đến 2014, toàn tỉnh Hà Giang đã tập trung mở được hơn 1.500 km đường giao thông liên thôn, cải thiện đáng kể đời sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Hà Giang đã có nhiều chính sách để thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển hệ thống giao thông, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư của nhà nước, lồng ghép linh hoạt các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng với huy động nội lực trong dân. Tập trung cho việc thực hiện việc cải tạo và nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Cùng với đó, trong 5 năm qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, thông qua hình thức tự nguyện hiến đất, trực tiếp đóng góp ngày công để làm đường. Kết quả, từ năm 2009 đến hết năm 2014, toàn tỉnh đã thực hiện được 1.519 km đường giao thông nông thôn, đưa tổng số thôn bản có đường giao thông được bê tông hóa lên 88,2%. Hệ thống giao thông để các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được nâng cấp, sửa chữa. 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển. Thưa quý vị và các bạn, nhằm từng bước nâng cao thu nhập gia đình, tận dụng lợi thế về nguồn đất đai, nước tưới tiêu, ông Nguyễn Văn Lộc thuộc tổ 9 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang đã mạnh dạn đầu tư trồng các loại hoa, cây cảnh. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến tổ 9 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, mọi người đều dễ nhận thấy mô hình trồng hoa cây cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Lộc. Ông Lộc sinh năm 1957, quê gốc ở Mê Linh, Hà Nội, lên Hà Giang lập nghiệp từ năm 1994. Đến năm 1998, ông bắt đầu kinh doanh hoa cây cảnh. Do có kinh nghiệm trong việc trồng chăm sóc hoa khi còn ở Mê Linh, nên đến năm 2000, ông bắt đầu trồng thử nghiệm các loại hoa hồng, hoa ly, hoa cúc trên diện tích 3.000 m2. Thấy hoa sinh trưởng phát triển tốt, cho thu nhập ổn định.
Đến tháng 7 năm 2011, ông Lộc bắt đầu mở rộng diện tích trồng hoa cây cảnh lên thêm 2.000 m2. Đồng thời, ông quy hoạch thành các vùng chuyên canh khác nhau như vùng chuyên hoa hồng, hoa ly, quất cảnh, đào Tết phục vụ vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, trung bình một tháng, vườn hoa của ông xuất bán ra thị trường khoảng 1 vạn bông hoa hồng với giá 2.000 đồng một bông. Riêng với dịp Tết Nguyên đán, gia đình ông cung cấp từ 3 đến 4 vạn hoa hồng, chưa tính các loại hoa khác. Cùng với đó, gia đình ông còn mở thêm 4 cửa hàng kinh doanh hoa trên địa bàn thành phố Hà Giang. Mỗi năm, với mô hình trồng hoa của gia đình ông Lộc, cho thu nhập từ 350 đến 400 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí. Thứ nhất là gia đình ở dưới quê thì cũng đã làm hoa rồi. Thứ hai cái là bây giờ lên trên này thì nói chung là làm ở trên này thì nó nhất khí hậu nó cũng hợp. Thứ hai là mình lên đây làm thì trong độ thứ nhất là làm để mình phục vụ gia đình nhà mình. Và đồng thời coi là ai có bà con nhân dân mà ai có yêu cầu thì mình cũng hướng dẫn cho người ta làm. Làm nói chung là cái về cây hoa với cây quất thì nó để mà thu nhập thì nó sẽ làm cao hơn là làm lúa. Đấy thì cho nên là chúng tôi phát triển coi là để triển khai ra thì mỗi năm là nó mỗi cây nó khác nhau thì mình triển khai những cây nào mới thì là mình phát triển để cho nó là thành mới thì là nếu ai dân mà có yêu cầu thì mình bán giống cho người ta cũng được. Ngoài việc làm kinh tế từ trồng hoa, ông Lập còn tích cực tham gia các công tác xã hội ở địa phương, giúp đỡ đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ông luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cách trồng, chăm sóc các loại hoa đối với những người có nhu cầu trồng hoa. Hiện tại, mô hình trồng hoa cây cảnh của gia đình ông luôn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động với mức lương 3 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng và cho 4 đến 6 lao động không thường xuyên. Gia đình thì rất hoàn cảnh, con cái học hành thì là về làm cho ông ấy thì cũng là đỡ khá giả hơn. Cũng làm được 2 năm nay thì cũng thấy gia đình là khá giả hơn, phấn khởi hơn, kinh tế ổn định hơn. Qua đánh giá kiểm tra kết quả thực hiện của cái mô hình nhà gia đình ông Lộc thì cho thấy là hiệu quả kinh tế là tương đối là cao so với lại các cái cây trồng khác. Và đây cũng là một cái điểm nhấn và một cái thế mạnh của phường và định hướng trong thời gian tới sẽ vận động các hộ gia đình và học tập làm theo cái mô hình này nhằm là phát triển kinh tế và một cách bền vững, hiệu quả. Với việc mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, ông Lộc luôn đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đưa các giống hoa mới vào trồng thử nghiệm. Từ hiệu quả mô hình trồng hoa cây cảnh đem lại, ông Nguyễn Văn Lộc thực sự là một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, để mọi người học tập và noi theo. Xác định trồng cỏ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển đàn đại gia súc trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu năm 2014, huyện Bắc Mê đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung vận động nhân dân trồng cỏ, đảm bảo thức ăn cho đàn gia súc, nhất là vào mùa đông. Trong năm 2014, toàn huyện Bắc Mê đã trồng mới được trên 267 hectare cỏ. Trong năm 2014, huyện Bắc Mê đã vận động nhân dân trồng mới được 267,6 hectare cỏ, nâng diện tích cỏ hiện có của toàn huyện lên 1.380 hectare. Loại cỏ chủ yếu được người dân trồng là cỏ voi, vì loại cỏ này phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương, cây phát triển nhanh, không bị chết vào mùa đông, và đặc biệt, trâu bò rất thích ăn loại cỏ này. Trong năm 2015, huyện Bắc Mê đẩy mạnh công tác vận động nhân dân trồng cỏ làm thức ăn cho đàn gia súc, đưa diện tích cỏ của toàn huyện lên 1.500 ha. Hiện tại, tổng đàn đại gia súc của huyện Bắc Mê là gần 25.000 con, trong đó đàn trâu trên 17.000 con, đàn bò trên 7.000 con. Trong năm 2015, huyện cũng đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng đàn đại gia súc khoảng 6,3%, tương đương trên 1.500 con một năm. Trong những năm qua, huyện Bắc Mê luôn xác định trồng cỏ là một trong những hướng đi phát triển đàn đại gia súc theo hướng hàng hóa, với mục tiêu một con trâu bò bằng 500 mét vuông cỏ. Qua đó, diện tích cỏ hàng năm trên địa bàn huyện luôn tăng cao. Huyện Bắc Mê cũng là huyện có tổng đàn trâu lớn nhất tỉnh. Với đặc điểm trâu chịu lạnh kém, việc trồng cỏ là một trong những phương án tối ưu đảm bảo thức ăn khi mùa đông. Xác định việc mở rộng và phát triển cây trồng là giải pháp quan trọng để nâng cao thu nhập cho nông dân, huyện Quản Bạ đã ban hành nghị quyết sản xuất cây vụ đông xuân năm 2014-2015 và đưa ra mục tiêu cụ thể tập trung đầu tư xây dựng mô hình ở một số xã để tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo kỹ thuật và công tác bảo vệ.
Với quan điểm tăng hệ số sử dụng đất, đa dạng các loại cây trồng có năng suất cao, ổn định và phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, đồng thời nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Vụ đông năm 2014, huyện Quản Bạ triển khai gia quân sản xuất tại các xã thị trấn với tổng diện tích gieo trồng là 1.126 ha. Trong đó, cây khoai tây là 92 ha, rau màu là 1.000 ha và tam giác mạch là trên 30 ha, tập trung tại một số xã trọng điểm như Quyết Tiến, Đông Hà và thị trấn Tam Sơn. Ngoài định mức hỗ trợ giá giống và phân bón trồng khoai tây tam giác mạch, ngành nông nghiệp huyện Quản Bạ đã tích cực tuyên truyền cho bà con áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật và sản xuất, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông. Thời điểm này, toàn bộ cây trồng đang phát triển tốt, một số diện tích đã cho thu hoạch. Thực tế cho thấy nhiều năm qua, cây trồng vụ đông đã đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân trên địa bàn huyện. Đó là tín hiệu đáng mừng trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Do đó, những năm tới, huyện Quản Bạ sẽ tiếp tục ưu tiên mở rộng diện tích canh tác cây vụ đông. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là tổng hợp về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 4 tháng 1 năm 2015 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cung cấp. Trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai theo kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn. Tính đến 16 giờ trong ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh không tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông nào. Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 44 trường hợp vi phạm. Trong đó, ô tô là 17 trường hợp và mô tô là 27 trường hợp. Lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe và giấy phép lái xe 5 trường hợp. Lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, đỗ dừng xe không đúng quy định, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và một số lỗi vi phạm khác. Tổng số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước trong ngày là 5 triệu 700 ngàn đồng. Thực hiện kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện đường bộ năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý tổng số vi phạm 7 trường hợp. Như vậy, sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2015, trên địa bàn tỉnh Hà Giang không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào. Đây là tín hiệu vui, qua đó cho thấy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra theo các chuyên đề, nhóm đối tượng, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Các chủ phương tiện và người tham gia giao thông cũng đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc điều khiển phương tiện đường bộ. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.